Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Chopit Martinez, dòng xe đạp mà mang cái cấu hình rất là cao, cấu hình Shimano DOG, đùi đĩa trục rỗng bánh 26 inch không nhôm. Một chiếc xe mà với cái phân khúc mà dưới 8 triệu đồng thì đây là một chiếc xe mà nó đã đáp ứng đủ những cái tiêu chí của một người dùng xe đạp cơ bản. Đồ Shimano DOG cũng cao cấp, cũng tương đối cao cấp, dòng cận cao cấp của dòng Shimano Việt Hình. Đùi đĩa trục rỗng 10 lít 3 đĩa cho 30 tốc độ. Bánh 26 inch, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng. Chopit Martinez thương hiệu Pháp, thương hiệu rất là tốt của Pháp. Phanh dầu Magura của Mỹ, phanh dầu này cực kỳ là ngon. Phanh dầu Magura. Tay bấm DOG luôn. Và có cái khóa hành trình giảm sóc ở trên tay lái. Mức giá đang bán đây 7.900.000. Thì một chiếc xe đạp mang cái cấu hình nó cũng rất là ngon. Toàn bộ xe là chính hãng nguyên bản hết. Khung nhôm. Nhôm sử dụng là nhôm 6061. Nhôm 6061. Là cái loại nhôm cứng, chịu cường độ mạnh và sử dụng rất nhiều tại ở những khung xe đạp. Giảm sóc dầu theo xe. Máy ưa là bạc đạn, máy ưa bi vòng bạc đạn. Họ thì cái mức giá dưới 8 triệu, 7.900.000 thì những cái phụ tùng phụ kiện đi theo xe như này nó rất là ngon rồi. Chopit Martinez thương hiệu Pháp, thương hiệu rất là tốt và quen thuộc với các bác chơi xe. Đây thì chạy âm sườn này. Và em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Các xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 38 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 57 cm. Thì chiếc xe có cái khung ngang nó cũng khá là dài và cái khung nóng nó ngắn thì phù hợp cho các bác từ khoảng 1m60, hạ yên xuống thì khoảng 1m60 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Chuyển động DOG 10 tầng lít và 3 tầng đĩa, 30 tốc độ khác nhau. Đó, chuyển động rất là mượt mà xuống. Đồ DOG nó cũng rất là cao cấp của dòng Shimano, sử dụng nó rất là ngon. Giá bán như em đã thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. À, các bác mua xe thì sẽ được bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.